trong cuộc phỏng vấn về nghệ thuật quản lý, phóng viên hỏi một vị giám đốc: ông có thể vui lòng chia sẻ bí quyết nào khiến cho 100% nhân viên của ông luôn đi làm đúng giờ không ạ? Vị giám đốc mỉm cười đáp: tôi xin đính chính lại một chút. Nhân viên công ty tôi không chỉ đến đúng giờ, thậm chí có khi còn đến sớm hơn hẳn một giờ nữa đấy. Phóng viên trầm trồ: một thành công thật đáng ngưỡng mộ. Bí quyết gì vậy thưa ngài? Vị giám đốc chậm rãi: thật ra cũng chẳng phải bí quyết gì to tát đâu. Chả là công ty tôi có tất cả 50 chỗ để xe. Trong số đó thì 49 chỗ là miễn phí, còn một chỗ tính phí gấp 30 lần phí bình thường cho người đến công ty cuối cùng. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nếu chưa đăng ký để tiếp thêm động lực giúp mình làm ra những video tốt hơn nha các bạn.